Tứ hành xung là gì? Không phải cứ xung là xấu, hiểu đúng để không còn bi kịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Là người Việt Nam, chắc hiếm ai chưa từng nghe thấy cụm từ tứ hành xung. Điều này được áp dụng với nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, từ xã giao bạn bè, cấp trên, cấp dưới tới hợp tác làm ăn. Với nhiều cặp đôi, đây chính là lý do khiến họ không đến được với nhau, để rồi đôi lứa chia lìa, nhưng con tim cùng chung nhịp đập mà lại chẳng thể thuộc về nhau. Vậy quý vị và các bạn liệu đã thực sự hiểu chính xác về khái niệm này hay chưa? Tại sao người ta lại kiêng kỵ sự kết hợp của những con giáp thuộc cục diện này? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về vấn đề này. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tứ hành xung là gì? Trong can chi, theo nghĩa đen, tứ là bốn, hành xung là xung khắc với nhau, tức là bốn con giáp có mối quan hệ xung khắc nhau trong một nhóm. Trong nhóm này sẽ có sự xung khắc trái ngược về tính tình, khắc khẩu, quan điểm sống, phong cách sống, vận mệnh ngũ hành. Trong số 12 con giáp có 3 nhóm con giáp xung khắc với nhau, mỗi nhóm gồm 4 con giáp như sau. Nhóm 1 gồm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Nhóm 2 gồm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nhóm 3 gồm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Tuy nhiên, cục diện này chỉ xung theo cặp, tức trong cùng một nhóm thì không phải tất cả các tuổi đều xung khắc với nhau. Ví dụ nhóm Tý Ngọ Mão Dậu, cặp Tý Ngọ xung khắc với nhau, cặp Mão Dậu xung khắc với nhau, nhưng Tý Dậu lại không xung khắc với nhau. 2. Tại sao có quan niệm tứ hành xung? 12 con giáp được lập ra dựa theo các con vật gần gũi với nhà nông, có tập quán sinh hoạt tương ứng với các giờ trong ngày, từ đó đặt ra địa chi. Trong 3 nhóm xung khắc nhau ở trên, các con vật thuộc nhóm đó được cho là khắc nhau, hay ăn thịt hoặc làm hại nhau. Từ đó, quy ra những người sinh vào những năm đó cũng sẽ không hợp nhau, khắc khẩu hoặc áp chế nhau về nhiều phương diện trong cuộc sống. 3. Cách hóa giải tứ hành xung. Có nhiều cách hóa giải xung khắc khi gặp phải các tuổi thuộc tứ hành xung. Tùy thuộc vào các mối quan hệ, điều kiện cụ thể mà áp dụng các phương pháp hóa giải khác nhau. Xung khắc trong tuổi vợ chồng, hôn nhân hóa giải bằng cách sinh con hợp tuổi bố mẹ. Cách hóa giải mệnh xung khắc dựa vào nguyên lý âm dương ngũ hành. Bất cứ sự xung khắc nào cũng đều có yếu tố ở giữa, trung hòa, hóa giải được chúng. Nếu tạo nên thế cân bằng về mệnh, cái này kiềm chế cái kia thì vấn đề hai mệnh khác nhau cũng không quá đáng ngại. Áp dụng phong thủy. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để dung hòa sự tương khắc giữa hai người, hoặc áp dụng những kiến thức về phong thủy nhà ở, phong thủy hướng cửa, phong thủy phòng khách, phong thủy phòng ngủ, phong thủy nhà vệ sinh, phong thủy phòng làm việc đều có tác động trực tiếp lên chủ nhân, nên có thể lợi dụng chúng để cải thiện sự hòa hợp. 1. Hóa giải xung khắc cặp Tý Ngọ. Để hóa giải xung khắc, bạn hãy tìm khu vực trong nhà tương ứng với hai tuổi này rồi tăng cường khu vực đó bằng hành tố tương sinh. Theo đó, khu vực của Tý ở hướng Bắc, Ngọ ở hướng Nam. Đặt chung gió, hành kim ở khu vực của Tý và chậu cây cảnh, hành mộc ở khu vực của Ngọ. Cách này sẽ làm dịu tâm trạng của cả hai, giúp bạn bớt xung đột và dần hòa hợp. Nhằm hóa giải sự xung đột giữa tuổi Tý và Ngọ, cần tìm ra khu vực trong nhà tương ứng với cặp tuổi này, từ đó tăng cường các hành tố tương sinh. Với cách làm đơn giản này, hai tuổi Tý Ngọ sẽ hòa hợp, ít cãi vã và xung đột hơn. Riêng về tình yêu hôn nhân, Tý và Ngọ bị coi là một trong những cặp đối chọi nhất trong tử vi. Nếu giờ sinh và ngũ hành của cặp này không tương hợp, tốt nhất không nên kết hợp với nhau. Xét về tính cách, tinh thần tự do của Ngọ va chạm quá mạnh với tính cách gia trưởng và sở thích màu mè của Tý. Hơn nữa, Ngọ thiếu động lực và tham vọng để lôi cuốn Tý. Tính bốc đồng của Ngọ chỉ hấp dẫn được Tý lúc đầu, nhưng khi tình cảm đã phai nhạt dần thì nó lại trở thành nguyên nhân của sự bất đồng.
Thái độ của họ là đấu tranh với nhau, ngũ hành của họ là thủy và hỏa nên sẽ xung đột dữ dội. Do cả hai đều thuộc dương nên không ai chịu nhượng bộ. Cách hóa giải. Để hóa giải sự xung khắc tính khí này, hãy tìm những khu vực trong nhà tương ứng với hai tuổi này rồi tăng cường những khu vực đó bằng các yếu tố tương sinh. Ngoài biện pháp hóa giải bên trên, người tuổi Tý nên tăng cường vận may bằng cách mặc trang phục màu trắng hoặc đeo trang sức mang biểu tượng phong thủy, tốt nhất là nhẫn có hình sao hỉ. Người tuổi Ngọ nên mặc trang phục màu đỏ hoặc xanh lá cây. 2. Hóa giải xung khắc cặp Mão Dậu. Tương tự như nguyên tắc bên trên, với cặp tuổi Mão và Dậu nên xác định khu vực 2 tuổi theo hướng cụ thể và tăng cường hành tốt tương sinh ngũ hành là được. Theo đó, tại hướng Đông và Đông Nam, hướng của Mão có thể đặt thang nước hoặc những vật phẩm phong thủy mang hành thủy. Còn ở hướng Tây hay Tây Bắc có thể đặt thêm một vài viên đá phong thủy để hóa giải bớt sự xung khắc đôi bên. Riêng về tình cảm, hôn nhân, về mặt tính cách, sự ngay thẳng, bộc trực của Mão sẽ làm cho Dậu bực bội. Trong khi đó, sự kiêu căng, tự phụ của Dậu khiến Mão phải nổi nóng. Mão nhún nhường trong khi Dậu tự mãn, cho rằng mình biết tất cả. Những xung đột này khiến quan hệ của hai người không thể tiến xa được. Dậu và Mão ở vào vị trí xung khắc, con giáp này bị ảnh hưởng bởi âm tính từ những mũi tên của cả hai con giáp kia. Do đó, cả hai sẽ phô bày tất cả những điều xấu nhất của nhau. Tính dè dặt cố hữu của Mão trở thành thái độ thờ ơ, khinh miệt. Trong khi đó, sự khoe khoang, kiêu căng của Dậu ngày càng trở nên khó chịu, đáng ghét. Nếu hai người này không sống với nhau hoặc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau thì họ có thể là bạn tốt. Nhưng khi đã kết hôn, họ rất dễ bất hòa và coi thường nhau. Tệ hại hơn, cuộc sống hôn nhân giữa Mão và Dậu có thể chỉ còn là quan hệ tầm thường. Biện pháp hóa giải. Để cải thiện mối quan hệ này, cả hai cần phải được tăng cường năng lượng một cách đúng đắn, dựa vào đặc điểm của ngũ hành. Cụ thể là, người tuổi Dậu nên đeo đồ trang sức bằng vàng, người tuổi Mão nên sử dụng nhiều màu xanh lá cây. Ngoài ra, cả nam và nữ đều sẽ gặp may mắn khi đeo ngọc. 3. Hóa giải xung khắc cặp Thìn và Tuất. Để hóa giải tương xung Thìn Tuất, gia chủ nên đặt một bình nước ở hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc. Ngoài ra, có thể đặt một số biểu tượng thuộc thủy như tiểu cảnh thác nước, bể cá ở gần cổng nhà. Như vậy, yếu tố thủy sẽ dung hòa được mối quan hệ xung khắc cặp Thìn Tuất. Riêng về tình yêu, hôn nhân. Xét về tính cách, người tuổi Thìn và tuổi Tuất vốn không hợp nhau. Cả hai đều không thấy được sự hấp dẫn của nhau. Thìn mãnh liệt và bốc đồng, không hợp với bản tính thích chê bai, giễu cợt của Tuất. Những cuộc đối thoại giữa họ sẽ dẫn đến bực bội và nổi nóng. Thìn và Tuất là hai con giáp trực tiếp đối đầu với mũi tên độc của nhau, vì vậy chúng xung khắc nhau. Tuất coi thường tư tưởng và ý kiến của Thìn, và tất nhiên, Thìn không thể nào bằng lòng trước sự bất hợp tác của Tuất. Sự kết hợp này là điển hình cho xung đột về tính cách. Giữa hai người ít có sự cảm thông, những giận dữ, bất hòa sẽ làm cho cả hai bị tổn thương. Dự đoán hôn nhân giữa người tuổi Thìn, mệnh Hỏa và người tuổi Tuất, mệnh Kim sẽ không được hạnh phúc. Bên cạnh đó, quan hệ giữa người tuổi Thìn, mệnh Mộc và người tuổi Tuất, mệnh Kim cũng mang lại điều không may cho cả hai. Cách hóa giải. Đối với trường hợp đã lấy nhau, giải pháp để giảm bớt xung đột là đặt một bình nước ở hướng là bàn tương ứng với con giáp Thìn, hướng Đông, Đông Nam. Ngoài ra, cũng có thể đặt biểu tượng thuộc hành thủy ở gần cổng, với ý nghĩa nước sẽ chứa hết sự giận dữ và bất hạnh của hai người. 4. Hóa giải xung khắc cặp Sửu, Mùi. Cả Sửu và Mùi đều mang hành thổ, vì thế đôi bên khá cứng nhắc. Treo chuông gió bằng kim loại, hành kim trong nhà sẽ là cách xua đi năng lượng thổ quá mạnh, vì khi đó thổ sinh xuất, giảm hoạt tính, từ đó trong nhà sẽ hòa hợp, nhiều tiếng cười hơn. Riêng về mặt tình yêu, hôn nhân, về tính cách, Sửu thẳng thắn, không lãng phí thời giờ vào chuyện tình cảm. Trong khi đó, Mùi lại thiên về tình cảm. Họ sẽ cho nhau là sai lầm và đi không đúng hướng. Cả hai đều có tham vọng và động lực phấn đấu cao, nhưng do tính khí khác nhau nên họ khó có thể đồng hành cùng nhau. Thường thì người tuổi Sửu thích sử dụng tư duy logic của mình và muốn tự mình phán đoán. Trong khi đó, Mùi thích được tư vấn và lắng nghe ý kiến của người khác. Tính bướng bỉnh của cả hai ngăn trở quan hệ giữa họ. Bởi vậy, mối quan hệ này thiên về tính chất đối đầu. Sửu và Mùi đều thuộc hành thổ,
Vì vậy, khi họ kết hợp sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng thổ, đồng thời sẽ nảy sinh những bất lợi ở nhiều hướng khác nhau. 5. Hóa giải xung khắc cặp dần thân. Để giảm xung khắc giữa cặp này, có thể dùng đèn để chiếu sáng ở khu vực của dần hướng đông, đông nam hoặc của thân hướng tây, tây bắc. Riêng về mặt tình yêu, hôn nhân, tuổi dần và thân đều thuộc dương. Khi kết đôi, cuộc sống của họ sẽ trải qua nhiều phiêu lưu cùng với năng lượng dồi dào và cảm xúc mãnh liệt. Tình yêu giữa họ đầy đam mê và trắc trở với nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. Có thể nói, đây là mối quan hệ yêu thương và bất hòa. Trong đó, bất hòa sẽ chiếm ưu thế chừng nào họ còn sống chung. Họ liên tục kết hợp mưu mẹo và thách thức, không ai nhượng bộ ai. Cả hai đều nghĩ cho riêng mình, cương quyết và bất đồng. Với bản tính không tương hợp, rất có thể sự kết hợp này sẽ tan vỡ trong thù nghịch. Cả hai đều là kẻ thất bại đáng thương trong quan hệ của họ. Xung đột khiến họ trở nên suy sụp. Trong trường hợp quan hệ này còn tiến triển, đó là vì họ hiểu được cá tính mạnh mẽ và tình huống ngoại của nhau. Việc kết hợp giữa người tuổi dần, mệnh mộc và người tuổi thân, mệnh thổ được cho là tốt đẹp hơn vì họ có được sự hỗ trợ của các thành tố. Người tuổi dần được lợi từ sức mạnh cung cấp bởi thành mộc, trong khi người tuổi thân được cung cấp thêm năng lượng bởi hành thổ, thổ sinh kim. Sự tương hợp về ngũ hành đưa lại cho sự kết hợp này một cơ may thành công, góp phần mang lại sức mạnh và nghị lực cho cả hai. 6. Hóa giải xung khắc cặp tị hợi. Trồng cây ở hướng nam để tăng cường năng lượng của tị, dùng đèn chiếu sáng để giúp hợi có cảm giác thoải mái hơn. Đó là cách có thể hóa giải xung khắc giữa cặp đôi này. Riêng về tình yêu, hôn nhân, xét về tính cách, tị và hợi không bao giờ có cùng quan điểm. Họ bất đồng ý kiến trên nhiều phương diện, bất cứ việc gì người này làm cho người kia đều không được trân trọng, mà đó chỉ là sự lãng phí về thời gian, công sức và tiền bạc. Vì vậy, những dự tính của họ dù có tốt đẹp đến đâu cũng không thể bảo vệ mối quan hệ này khỏi sự xung đột, bất hạnh. Họ liên tục hiểu lầm động cơ và dự tính của nhau. Cuối cùng, cả hai sẽ từ bỏ mọi cố gắng đến với nhau. Giữa hai tuổi này không có sự cảm thông, chia sẻ. Thường thì hợi rất ân cần, tử tế, nhưng tất cả điều tốt đẹp này đều trở nên tầm thường và vô nghĩa đối với tị, vốn kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại, những dự tính tốt đẹp của tị dành cho hợi cũng đều bị hợi xem là khoe khoang, tự phụ, không rõ ràng, thiếu dứt khoát. Cả hai chỉ nhìn thấy khuyết điểm của nhau. Những người tuổi tị mang mệnh hỏa và người tuổi hợi có mệnh kim được khuyên là không nên kết hôn với nhau. Những hành tố của họ có thể mang lại vận may nhưng không thể đưa đến hạnh phúc cho nhau. Cả hai không thể hiểu được nhau. Biện pháp hóa giải. Nếu đã kết hôn, cách tốt nhất giúp cặp đôi tị, hợi giảm bớt xung đột là tăng cường hành tố tương ứng với mỗi tuổi theo cách hóa giải bên trên. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.